Có gì đó. Thôi khóc gì, đàn ông nhau khóc gì. Chia tay chồng mà đi đây. Lên đồ này chào mọi người. Đấy, vợ đây. Vợ vợ đây. À, anh này ngoan, chứ anh khác thì làm sao mà khóc được. Anh khác lên. Ok, hello, chào mọi người nhá. Rồi bây giờ là ra sân bay check in để tiến hành về Việt Nam. Mới nhảy được. Mới nhảy được. Đưa đây. Làm gì? Đi đi, mày đông đồ lẻ bỏ cái đêm. Này cầm về tiêu. Để đâu? Để chia đá nha. Đi về chủ lấy về lên cầm tàu nó chú rồi. Đó lại tàu. Mày ngủ ấy, cháu chơi đi, cháu phải chơi. Ôi, được rồi, được rồi. Nhầm, đây. Cái tí đen là nhìn đây. Đây. Cái đây. Thôi. Biết ngay. Cái tí thì chỉ có đi lừa thôi. Khẩu trang à? Đeo vào. Khẩu trang bằng nở đây, bằng... Bằng gì ấy? Bằng gì? Bằng ấy. Đeo vào mặt đã đen rồi này còn chứ không phải là đeo vào để cho không ai nhận ra đâu. À. Lên đồ đây cái này. Lên đồ đây cái này. Đây, phải điệp ấy, bê cái này lên em. Bê cái này lên. Đưa cái mặt vô được, đưa cái mặt vô cho họ nhìn cho đúng cái hồ chiếu là được thôi. Cái đều. Lại khỏe nhà chủ vế nhá. Chuyện. Vẫn khóc khi đêm khóc mà. Khóc khi đêm khóc mà. Cái đấy. Này hoàng như tay Hàn Quốc này. Chú ạ. Ta bắt tay đâu, ta phế môi ấy. Ta về đâu. Chứ. Ta về đâu. Không đi ôm trước đi. Ôm mình cũng đơn nhớ. Tin đưa ra gì. Sợ lừa. Sợ lừa là đi vào một cái là đi mất luôn. Sợ. Giống lôi à. Giống lôi thật đấy. Chị mang một cái này cho bọn trẻ con này. Con này nó có chửi. Đây thằng này cũng trẻ con này. Thằng này trẻ con này. Cảm ơn chị đánh em nhé. Không, nếu mà chị đưa vào cho người ta thì chị đưa. Trêu đấy, trêu chị đấy. Trêu chị thôi. Trêu chị thôi mà. Trêu chị thôi. Đỡ một cái thìa lại đấy. Nào làm kiểu ảnh đi. Vâng đấy. Cả làng con thì xem. Đâu điện thoại gì đâu đi em chụp cho. À bên Angola. Bên Angola chụp ảnh rẻ nhờ. Có ở gần nhà bà đâu mà. Mấy cái bánh là được chụp được cái ảnh thôi. Đi qua nhà mày. Chị hay đi qua hôm bu. Làm cho kiểu ảnh hai chị em đi. Em tập cái lục bạc kỳ á. Bỏ cái này ra, ai cho phép mày viết tên đâu. Đường ký. Một ai. Mấy cả thằng này bằng tuổi con ta đấy. Một ai ba, ui xinh quá. Ai ba, ui giời, được rồi. Hai cái luôn. Quang Linh sinh năm 97 đúng không? Vâng. Con út là chị 97, con gái lớn là chị 93. Ô, chỉ trẻ như con gái lớn. Con gái lớn sinh năm 93. Ai lời bằng cô? Bằng gì á? Đây ông chồng đây, ông Dương đấy. Vâng. Mấy bọn ở nhà hầu như là cả Dạ vâng. Cả làng chị theo dõi vlog của em. Vâng. Vâng, như anh cũng đây là ấy. Anh đưa cho chú khác. Dạ vâng. Dạ vâng, tí là tao có. Dạ em cảm ơn nhá. Cầm đi. Đưa về nhà mà cất tí. Thôi xong rồi. À đây. Dạ. Có chắc 3 tháng. Anh lấy cái đám. Quay lấy cái 3 tháng. Đây cho anh. Cô ơi, cho bánh vào này. Ồ anh. Tao già rồi mà có tao xách cho chất nặng à cô. Lâu ngày nhỉ. Cứ đưa hết cho một người thôi, đưa cho anh Quý. Đưa hết cho anh Quý vào đấy, rán như nào thì được, miếng của nhà mình là được. Anh gửi đâu rồi? Anh gửi tí nữa lại đấy. Tí nữa tao uống cà phê nhá. Ok. Đi vào nhá. Rồi bây giờ đi không muộn đấy. Quý có về không? Em có chứ ạ. Nhưng mà gần Tết về đường Tùng Phú. Thôi để anh em vào đóng hàng nhá. Ở đóng hàng đấy. Đức anh ở đây thôi. Đấy, đưa cái bánh đây. Đây xin hộ thôi. Này cho Nhật Lệ chứ. Đấy để cho mọi người đẩy hàng vào thì anh em mình ở ngoài này để đóng lốt hàng sách tay mọi người ạ.
Này này, vợ về rồi thì đừng có khóc nhá. Anh mua cho cu cái bánh. Này, ăn đi. Tí ra lấy ra rồi ăn. Lại không ra nữa đâu. Đi luôn mà. Đi đâu mà đi. Đây này. Đây này. Đưa Hoàng ơi. Đây này. Đây tí đây đưa vào mà. Tiếng vợ về luôn thì buồn. Đi ăn sáng xong vô lấy được vẻ thôi anh tiện. Đâu mở cái ấy ra. Đấy, may quá từ sáng giờ mình mới cả Nhật Lệ với Hoàng là chưa ăn sáng các bạn ạ. Còn Quang Linh với mọi người là dậy sớm hơn. Đi đường khác nên là tiện là ăn sáng được luôn. Thế anh em mình còn chưa ăn sáng. Đâu vali nào của Lệ đâu? Của Lệ đây. Mở vali ra. Đấy, về thì cũng không có gì. Cái này gửi cho Tâm nhá. Dạ. Tí phải dặn Lệ. Dạ vâng. Có mật khẩu à? Nhưng mà có khóa đâu? Không khóa. Ừ. Cuống này mà. Cuống. cuống à? Vừa về để cuống mọi người. Đấy, đây cái này để đây. Đây, chả có gì, vừa lấy đi mua giày cho Đức nhưng mà size to quá, chưa mua được. Nên là tặng tạm đôi dép. Ok. Nào, tặng tạm đôi dép tông. Để tông đắp tiền đấy. Ok các bạn, thì Linh với cả anh Quý vừa mới check hàng cho mọi người xong. Hôm nay đông quá. Đông quá. Hôm nay 3-4 đi lấy lại nhá. 3-4 chuyến liên tiếp luôn. Đi lấy lại mất 30 phút. Với mạng phải tầm 1 tiếng mất mạng. Cứ để đây mai về hủy. Hả? Hủy vé mai về. Thế hả? Thì đây là không thích rồi. À đây mà, xem mình đây mà. Này, em ra em mở đi kính nhá. Chưa mượn, đeo bao giờ đâu. Cho mượn thì đưa về nhà đi. Hả? Tiền nóng kia vắng xé bảy lên đúng không? Vâng, đúng rồi, trên nóng. Bây giờ là mấy anh em đợi lên đồ với là chị Lễ ra chia tay mấy anh em để mà lên máy bay mà về thôi. Em lái cái. Ôm cái. Thôi. Ôm cái em nhớ. Thôi. Ở với ông là diễn ngày nào diễn các bạn ạ, mệt lắm. Đi khỏi Angola này thôi. Nhiễm mà. Chứ ở đây tiến tu thi hành nhiều lắm. Đùa. Anh em tình cảm thật đấy, bảo là diễn. Diễn mệt lắm. Đây này. Ông nào diễn hay không biết ngay mà bỏ kính ra. Ăn, mắt này hoe hoe này. Ăn đeo kính đen mà mình đeo kính trắng các bạn nhìn thấy mà. Đây mắt hoe này. Đây mong thoát khỏi tiến tu ti được. Diễn nhiều lắm. Nghe buồn nhỉ. Anh em về thì buồn thật. Phút mà. Nào thế bây giờ. Thật. Nói hết lên đây lộ hết rồi. Hết diễn là như giấu đi. Nói to cho khán giả nghe thế thì không biết quá. Mày nhớ đây nhỉ. Bị delay mất một tí vậy các bạn ạ. 2 giờ. 3 giờ nó mới bay. Phải 3 giờ mới bay. 3 giờ. Chia toán mấy ông bên bồ ngồi đi phản đi. Chết à. 2 giờ. Coi mày bay hồ bay lên rồi. Nhưng mà mày nhớ ấy. Chủ tịch trên thì vẫn chưa xếp. Nhưng mà cuồng vé mày nhớ ấy. 1 giờ 55. Đúng rồi, cuồng vé 1 giờ 55. Đúng, nếu là đúng cuồng vé nó bay rồi. Đúng rồi. Nhưng mà máy bay bây giờ còn đang bơm xăng. Đâu mình bảo anh Quân hoãn lại đấy, hoãn lại cho mấy anh em nói chuyện tí. Bên giờ không lưu rồi. Vâng, cho anh em nói chuyện thong thả tí, chậm lên 15 phút, 30 phút không sao cả. Anh em chia tay chưa chuyện. Anh bảo lên kêu anh bay đấy. Vâng. Kéo dài thời gian cho anh em nói chuyện tâm sự tí. Ôi chết. Anh gọi. Công công của em cả. Chỉnh cho chú Long tí của đồ đạc. Em đây. Ờ, nó lòi ra này. Đi máy bay nó lịch sự. Trên máy bay nó chê chuyện thì chia tay chứ. Thôi ở lại mạnh khỏe nhá. Bỏ chứ thôi. Khóc gì? Đàn ông nhau khóc gì? Vẫn còn anh ở đây mà. Vẫn còn anh ở đây. Còn nói chứ 6-7 năm mà xa vợ mấy tháng thôi là cũng nỡ đấy, cảm xúc đấy. Không sao cả. Thôi cứ đợi chị Lệ ra, chị Lệ với lên đồ ra ngoài để chào mọi người rồi mà đi luôn nha mọi người. Chờ bây giờ delay lại mình phải vào trong kia để xem chứ. Chuyên gia là ở với chắc hết mà.
Không nhưng mà bao nhiêu năm rồi giờ mới xa vợ ai thế mà. Đây mình như tiến tu ti này lại mừng. Như tiến tu ti này lại mừng. Tiến tu ti. Vợ mới xách vali vào cái là ở ngoài là hê. Bắt xe đi luôn. Đi một mạch luôn. Ừ. Bao giờ? Bao giờ? Ôi nó biết thừa. Đây vợ về cảm xúc lắm các bạn. Ở với nhau ngày nào cũng ở với nhau, tự nhiên tối về ngủ một mình thôi. Thể hiện mạnh mẽ thôi nhưng mà về nhà tối là buồn, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mà. Đây rồi, các bạn ạ. Ok, lệ đến đây này. Lệ với cả Điệp lên đù ra đây rồi. Không rồi, chảy nước mắt. Có đùa. 6 7 năm. Thôi là chia tay chồng mà đi rồi. Lên đồ lại chào mọi người. Đấy, vợ này. Vợ này. Vợ này. Thấy chồng khóc này. Vợ thấy chồng khóc này là cười kha kha. Đâu cười để che giấu cảm xúc thôi. Nghe trong lòng khóc đấy. Em buồn không về Việt Nam à? Mạnh mẽ làm sao nữa, mạnh mẽ làm sao. Còn nam nữa, còn nam. Nói chung yên tâm với quán điểm cho mình mà cái trong ở được ngoài. Ủa 3 tháng mà, 3 tháng hay sang đi. Chào khả. Chào khả. 3 tháng hay sang đi. Khỏe nha. Chào vâng ạ. Sao vâng ạ. Cảm ơn chú ạ. Về Việt Nam sao hôm 3 tháng rồi. Sao vâng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Có 3 tháng mới sang á, nhanh mà. Em Hoàng ở đây hả? Không đeo. Không về hả? Không. Ồ trời ơi. Ở lại làm. Dạ ạ. Con rô này á. Dạ dạ tạm biệt. Xì. Về Việt Nam làm sao mà quản được cái lên đồ chứ ai quản được cái đi cõi trong ngược lại. Quan điểm cho mình là cứ về Việt Nam trong ở bên này là giống như đứa hẹt hạt lên bờ hồ mà để cái chìa khóa. Kiểu thế đấy. Thôi nhá. Rồi mình phải nhá. Tôi. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. 3 tháng như mấy? Còn nam à. 3 tháng như mấy? TV gặp gì nữa. Nó gì? Vài đôi như là không có chắc lâu rồi. Bữa nay mà xa nhau là nhớ. Cho điện thoại vào đây. Ngày xưa. Căn bản là anh này ngoan, chứ anh khác thì làm sao mà khóc được. Anh khác là phải nhớ tới cái khe lên. Aquí dinero. Pero. Para acá. Vos se le va. Así me. Ah, está bien. Sí, me le va. Aquí no va a llegar. Dejo mi luz. No, mi luz hoy centro. Mai mod. Ah, no. Ah, está bien. Teo. Nunca. Nunca salía. ¿Qué? Sí. No puedo sumar ya ahí, no. No. Pero no lo mito, me fijo así. Vừa quay bố cái lưng lao ngoài đây mà cái oa vừa quay hai đã biết đi vừa quay lại luôn hai đứa lên tao là để chân máy mình xịn lèo 3 tháng như mấy của 3 tháng ấy chị có su ta à để cái hộ chiếu của Lindo và chị vào đây Lindo ơi giờ có là sẽ ra là Lindo đâu hộ chiếu đâu giờ có là sẽ ra là vào phải công chuyên gia Lindo chuyên gia chuyên gia sẽ ra là vào entregar gửi lời mời đến đắp phao chỉ. Đây Lino này, vé này. Đây cho vào đây. Ôi sao lại được một vé nhỉ? Hai vé. Đây. Mất cái này là mi đi ra Hàn Quốc này. Chứ lắm. Mất cái này Việt Nam được. Thôi, đúng rồi. Đây. Anh em chụp cái ảnh nhá. Chụp cái ảnh nhá. Cái vali lên đây. Kéo cái vali. Điểm vô luôn. Chụp ảnh cho mọi người đã. Thôi điệp cái gì chụp. Ok. Chụp riêng bánh ăn mình cười. Chụp riêng Lino đó rồi. Để tôi tin rồi. Mới lại cơ. Rồi ok. Nhật Lê. Vô đây. Lâu rồi, không phải bây giờ đâu. Tại vì tưởng vợ không ra ấy, tưởng em không ra nữa. Đó, đặt cái vali cho giống về Việt Nam tí mà, không họ đường lừa đấy. Mình đang ảnh ở Hà Nội đâu mà. Đây. Nóng quá. Ok. Xin đồ lui lại đấy. Dạ. Ok, vào. Đây, nhìn đây. Thôi, để tôi đi vào đi. Anh tìm một đến. Chụp kém không? Ok. Anh vâng, anh nhá. Vâng, anh nhá. Ok. Em cảm ơn anh. Cuốn nhá. Ok. Vâng. Nhá. Vâng. Anh nhá.
Đây. Rồi, ok các bạn nhá. Thì hành trình đi từ đây về Việt Nam như thế nào thì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem nhá. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Ok, chào mọi người. Cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Đi 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 đi. Rồi anh em. Đây, vào nhá. Ờ đúng rồi, vào vào luôn đi chứ làm gì nữa. Đi. Không. Có xe chưa? Vào rồi. Thôi vào luôn đi. Thôi đi nhá. Thôi bye bye nhá. Bye bye. Đi luôn mà. Không bao giờ vô đi bay bay vô phòng chờ làm sao đi vô được. Ngang bầu về. Thì ngang thì ở đây thì khả gì đâu. Đi thôi. Một đoàn nữa. Đi. Nhật Lê không có vali đâu, Nhật Lê chỉ còn ở thôi. Có cái túi thôi. Mạnh mẽ lên sao ơi. Anh em tập hợp nhá, xuống bản ăn chia tay đã đến. Không có người trông, người trông mất 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 chủ nhà rồi. Anh em làm gì làm thôi. Về đi, dê giết các thứ thì. Một cái mày giày mới này đau chân quá. À, giày mới à? Đau đau thật đấy. Hey, đau thật. Vừa qua đưa bùn bột vào đây. Đau nhở? Mình vô lý thật đi, sao đau thật đưa đau chân ký luôn. Có 3 tháng thôi mà làm như kiểu 3 năm á. Đứng gọn ở đây, đứng gọn. Đây đứng gọn kia chứ.